Tiếp theo là combo số 22 nha quý vị. Combo này cũng có một cây trung nu 300k bao phí ship toàn quốc. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển trước 100k còn lại shipper thu hộ ha. Cây này chụp pin luôn nè quý vị, thấy không? Thẳng băng lên luôn ha. Nè. Đó, lùng xịt luôn mà già chát luôn nè. Siêu già luôn. Phòng đầy đủ hết trơn ha quý vị ha. Cái này là bên size này dưới 10cm không nha quý vị. Dưới 10cm không. Đi ra ngoài cho quý vị coi cho nó rõ nha. Vậy là về cái tỉa là chơi thôi, khỏi làm gì nữa chứ, mất công mệt lắm. Anh nào muốn uống ngéo thì cứ kéo uống ngéo, còn không thì cứ vậy mà con là chơi luôn. Nó đâm tược lẹ lắm nha. Này tỉa chừng 3-4 tháng là nó ấm hỉnh luôn. Rồi 300 ha quý vị, xuống nha quý vị.